Hello, chào anh Phước. Ồ, chào anh Cao Nguyễn. Sáng giờ mình ngồi mê mệt mà ở đây coi tivi, theo dõi tin tức, mình cũng nóng Đó, ruột. nóng ruột. Nói chung là tôi với anh đều nóng ruột cả. Anh mới vừa coi tin tức rồi, thì bên em cũng mới vừa coi tin tức. Thì có cái gì đó anh em mình phổ biến cho con cháu Việt Nam nó nghe. Ok anh, đại Rồi. khái vậy nè. Đại khái là đến giờ này là coi như tất cả mọi cơ quan truyền thông mà chính xác của Mỹ á, mình mới điểm qua tất cả đó là ông Biden là ông thắng á, cái này ông thắng lớn á. Thì cái chuyện mà nó người ta đã tuyên bố kết quả rồi thì là cái chuyện đó là chuyện của người ta. Rồi từ giờ trở đi thì ông chắc chắn là ông Trump ông sẽ có những một vài những cái cử chỉ, những hành động nào thế nào thì mình cũng chưa biết. Ra tòa kiện tụng căn bản là thế này anh, là ông Biden thắng cái này thắng lớn đó, thắng cái này là mấy tiểu bang thắng rất là lớn, tại cái tiểu bang mà thắng lớn nhất đó, là coi như cái tiểu bang Philadelphia này, là cái tiểu bang nó Philadelphia. giằng co đó, mà cái tiểu bang đó là ngay từ đầu đó là shipping mình pick á. Thôi được rồi, để tôi tiếp lời anh. Có nghĩa là hiện giờ là coi như là Thì ông Trump bại và cái ông Joe Biden ông thắng 284 phiếu dự phiếu đại cử tri đoàn và sắm coi như là thắng toàn tập. Nó đại khái vậy. Còn đại bây khái giờ có chuyện đại khái là vậy. Bây giờ tất cả những cái hồi nãy tôi cũng coi một cái clip của cái đài VTV mình, nó có phóng viên báo chí ở ở ở Washington DC, yes thì họ đã tuyên bố là họ đã chuẩn bị những cái bang nội các của một cái chính phủ mới, nhưng mà họ âm thầm họ làm, tất nhiên là chưa đúng có một cái lời tuyên bố cả. Thì bây giờ trên nguyên tắc thì mình biết rằng cái đó là coi như họ đã chuẩn bị một cái bộ sậu nội các mới. Và hồi nãy tôi mới đọc mình trên cái cũng báo chính thống là Bluetooth thì nó đưa ra VN Express là có một vị chủ tịch nước hoặc là tổng thống một cái đất nước ở một hòn đảo gì đó đã chúc mừng sớm, à. chúc mừng ông Joe Biden sớm. Là mình thấy mình lạ, mình thấy là mặc dù là chúc mừng sớm nhưng mà đó là một cái sự là hầu như là tất cả thế giới đều nhìn vào nước Mỹ và họ ai cũng biết rằng ông Trump chắc chắn là sẽ bại. Thì anh hiểu rồi, tôi nói không, thì ra ai cũng muốn vậy. Và ở đây anh thấy là từ các báo đài cho đến dân chúng ở đây ai cũng ủng hộ cái điều đó cả. Nhưng mà tại bởi vì nó còn vướng mắc một cái chỗ là ông này ông hay thưa với ông hay thưa, cho nên ra việc đó ra chưa có ai lên tuyên bố chính thức. Ví dụ Đúng tuyên bố rồi. chính thức đó thì đó, anh tiếp lời, tôi chạy xuống bếp một chút này Ok anh. rồi. Thì cũng thưa với anh và thưa với các bạn là mình cũng không thể tưởng tượng, thì có cái điều này hay là thế này. Trong cái cuộc bầu cử này đó, tức là hai cái ông này năm 2000, đúng năm 2000 đó, thì là cũng có một cuộc bầu cử giữa ông phó tổng thống, giữa một người phó tổng thống là ông phó tổng thống Gore đó, là của bên của phó tổng thống của ông của ông tổng thống gì đó, ông Bill Clinton đó, với lại ông tổng thống Bush. Thì câu chuyện nó cũng giằng co như vậy ở bên Florida, tiểu bang Florida bây giờ đó. Thì cái bang Florida là cái bang mà lúc đó ông tổng thống Bush nhỏ con nó nhỏ đó, ông ấy có một thằng người em trai của ông là thống đốc ở đó. Thì câu chuyện giằng co là khoảng chừng mấy trăm cái phiếu đó, thì cuối cùng là lên lên tôi qua phát biện thì tòa án họ xử là ông Bush ông anh, thì đúng 20 năm sau thì cũng là một chuyện ông phó tổng thống, ông phó tổng thống, cựu phó tổng thống rồi ra ứng cử với lại ra tranh cử với ông tổng thống đảng Cộng hòa là ông Trump, rồi lại xảy ra giằng co. Nhưng mà lần này anh giằng co là không phải một tiểu bang không, mà nó xảy ra giằng co ở 6-7 tiểu bang trên toàn đất Mỹ, từ miền Đông đến miền Tây. Thì trong hai lần như vậy, trong vòng 20 năm như vậy đó, thì là có hai cuộc giằng co giữa kỳ bầu cử đó. Một lần năm 2000, một lần năm 2000 giữa ông Al Gore với ông Bush, còn lần này nữa. Và lần này như vậy. Mà có một cái đặc điểm thế này là anh Cầm và các bạn, mình nói này. Trong cả hai lần như vậy là trong thì cái lần trước năm 2000 thì ông Al Gore và cái Bush là cũng hai ông nó cũng dính líu Việt Nam. Tức là ông Al Gore ngày xưa cũng qua Việt Nam, ông không có đánh nhau nhưng mà ông cũng có qua Việt Nam, ông làm việc, ông lấy lính mà để qua ông đó làm một công cuộc dân vận. Còn cái ông Bush nhỏ này đó thì ông cũng cũng phải đi lính lính không quân,
nhưng mà ông không phải qua Việt Nam, nhưng mà ông là lính ma lính kiểm thì ông ở đây rồi. Ông phải ở không quân và bây giờ ông ở đây đó. Có Song Phạm rồi, chút xíu mời Song Phạm lên nói. Song Phạm nói quá vui, ok bắt cửa. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói là vấn đề là mình đừng hấp tấp quá, có nghĩa là mình phải ra ý em muốn đem đợi một cái văn bản chính thức bất cứ người nào của cái nhà lập pháp nước mình sở tại mình đang ở, chứ còn ai cũng biết rằng cái điều đó là thắng rồi, nhưng mà chưa có một cái tuyên bố nào chính thức cả. Thành ra vì đó cũng giống như tôi nói với anh nãy đó, tức như là tất cả mọi người, mỗi quốc gia trên thế giới và tất cả mọi người dân ở trong nước ai cũng hiểu được điều đó xảy ra. Nhưng mà hai ông, kể cả cái ông Trump thì đâu có chịu thua. Thì dĩ nhiên rồi. Đúng rồi. Rồi, còn ông kia thì không dám tuyên bố. Đúng rồi. Thành ra mình ở chính giữa anh. Mình ở chính giữa, mình không dám giống nhất. Không, không mà có lần này, không mà cái kia này đó thì là mình thấy rõ ràng là có vẻ là ông thấy là tất cả đây, tức là mấy cái thằng đúng mấy người thông công lớn đó, bự nhất đó. Đúng rồi. Mình ngồi mình ngồi mình đếm là phải mười mấy ông á, ông ngồi ông tính á. À. Như vậy là ăn rồi đó. Thì mà cả thế mà nó to như vậy đó thì bây giờ mà cùng một lúc mà họ tuyên bố như vậy, tại vì nó ngã ngũ ra là bên phía kia, tức là cái nó chấm xong rồi đó, tức là cái chỗ đó nó không phải kiểm phiếu lại, tại vì nó ăn hơn cái chỗ đó nó không phải kiểm phiếu lại, thành thử ra là coi như là nó chấm dứt ở đó. Thì đó là lý do tại sao mà người ta tuyên bố thẳng thừng đến như vậy đó, mà cùng một lúc mà mười mấy thằng thông tin lớn mà nó tuyên bố như vậy thì như vậy là có phải là chắc ăn rồi đó. Còn thì bởi vậy chính thức mà có chuyện chính thức thì nó có lâu lắm, nó phải một tháng nữa, nhưng mà căn bản, nhưng mà có thế này anh nè, có là cái ông Trump á, thì có thấy là ngay cái hôm nọ đó, hai hôm trước mà không họ báo thì ông nói là cái hơi nó không còn nữa, thì dĩ nhiên không ở nữa, ông không mạnh miệng nữa. Đúng rồi, không còn mạnh miệng nó, thì thử là mình nhìn thấy là cũng buồn lắm rồi. Thành thử ra có lẽ là ông rồi câu chuyện đó, mà rõ ràng là ngày hôm qua đấy là cái bên cái hãng đài truyền hình Fox đó, tức là họ đã bắt đầu là họ ra mặt, họ khuyên ông là nên chấp nhận thất bại rồi để cho cái quốc gia nó yên lại. Đấy là Fox là cái cơ quan truyền thông duy nhất ở Mỹ bây giờ còn theo ông đó, thì ngày hôm qua họ đã chính thức họ đã nói là họ đã khuyên ông Trump là nên chấp nhận thất bại. Đây có một cái tin mới em mới vừa coi nè. Tất nhiên là hiện giờ có một cái bức hình rất là hay nha. Cho tụi coi nè. Đây. Hai người ôm nhau ngoài này. Ok. Lắc đấy. Ok. Mừng quá rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Ở dưới này là có một nguồn tin chính thức là của Vietnam News nha. Việc cái này như là của này, thấy chưa? Yeah. Đó, cười te tét. Thế là mới biết là cái điều này là hình như là một cái hình ảnh và một cái gì rất là vui, nhưng mà mình vui niềm vui không có trọn vẹn mà cái biển nó còn đâm đơn. Cái chuyện đâm đơn là cái chuyện của bên Cộng Hòa, nhưng mà chắc có lẽ rồi nó cũng em giờ đấy thì đến, đến bây giờ cái sự để mình coi cái thế nào, nhưng mà thấy là có vẻ là chắc ăn lắm rồi đó, có thể là mình đúng rồi đó, thì có thể nói là đến rất là vui 99% rồi đó. Vậy là phải đi mua bữa nay phải đi mua bia nữa rồi. Có bia rồi. Ok. Con Song Phạm của nó, cái con Song Phạm nó. Song Phạm okay. Là mời yêu cầu Song Phạm gửi cái lời yêu cầu đi Song Phạm. Lên mà vui vui quá. Uống quá. Uống quá chỉ được hai người, thế đang là ba người thì vui hơn. Đúng rồi, uống quá được ba đã hờ được rồi, chút xíu nữa Song Phạm có ok, ông sập phao Song Phạm ok đi. Ông biết ông có làm tại sao chắc chẳng ông chắc ông giỏi tên không nữa, ông giỏi hơn anh không mà. Ôi ông lớn hơn mình nhiều chứ không có. Ôi vậy hả? Tôi tưởng là hai đứa mình mò gặp ông mò hơn. Không, ông giỏi lắm ông. Dạ, không muốn thôi, nhưng mà ông muốn là ông làm được, và không có là không biết rồi. Ông có nghe. Có lên vui với anh em già của tôi chút xíu không Song Phạm. Song Phạm ok đi. Cười lắm. Thôi như vậy là đã ngã ngủ, nói một cách đơn na là đã ngã ngủ, đại khái là ngã ngủ rồi đây. Rồi ok, vậy là quá mừng rồi, đã ông ngã ngủ rồi. Ăn được ở bên Pennsylvania, tại bên đó là 20 phiếu mà thành thử ta ăn ở bên đó, thì coi là chắc chắn của mấy người kia là không có tính rồi. Bây giờ có đếm hay là có bây giờ có đếm hay là có kiện thì nó cũng dậy thôi, chứ còn nó không ăn thua gì nữa đâu. Nói tâm sự chút xíu với anh chứ thật sự chắc là thôi 4 năm vậy cũng quá đủ rồi.
đúng không? Tôi và anh cũng mong muốn là một cái điều là coi như là đất nước Mỹ nó êm xuôi trở lại, và mọi người đều có một cái sự mà coi như là mạnh ai nấy làm ăn, chứ còn mà nó bất ổn kiểu như hoài mà nó kéo dài hoài là cũng chết. 4 năm trời là thì em thấy là trong cái đất nước này hầu như là công ăn việc làm, bạo động xã hội, rồi kỳ thị chủng tộc, rồi nó lum tùm lum tà la. Thế thì nó đã qua cái thời kỳ đó rồi. Hồi nãy tôi mới coi một cái đài của NVA của con Lưu Lệ Ngọc, thì nó ghi một cái dưới là cái di sản và di hại của thời Donald Trump, ai giải quyết? Cái đó là khó khăn à. Và cái di sản đồ khổ Vâng. đồ cái đồ cái ông mà lên sau này mà là chết, là Thì cái ông dĩ này nhiên mà là cái ông lên rồi là người chết kế này. Nhưng rồi mà là đó là chết. chuyện đừng chuyện của chuyện người của Mỹ với nhau. chuyện Đúng người rồi, ta chuyện quốc gia mình không quan tâm, chuyện đó là của mấy người làm cho làm cái nhiệm vụ đó. Mình đúng thì rồi, mình là người dân mình chỉ là thì người dân. đúng rồi. Nhưng mà mình muốn nói thêm điều thế này. Đây là mình nghĩ là đây là có lẽ là lần cuối cùng ở trên cái đất đất Mỹ này mình nhìn thấy hai cái một cuộc tranh cử giữa hai người hai ứng cử viên mà họ cuối cùng á là họ có dính líu Việt Nam, dính líu chính sách Việt Nam. Tức là cái ông Trump này đó là ngày xưa là ông đã ông lớn lên là chiến tranh Việt Nam nó đang tiếp diễn mà, Đúng thì lúc rồi, đó nghe là nói ông ông trước bùng đã dịch. đấy thì ông là một người hoãn dịch vì lý do phe đảng. Tức là còn Đại khái là ông mua giấy, mua tờ để mà ông đi quản dịch. đấy hoãn dịch vì lý do phe đảng, còn ông Biden thì là cũng tiến thân bầu cử cuộc bầu cử của mình cuộc đời chính trị của mình bằng trên trên cái nền móng là chống chiến tranh Việt Nam. Tại vì lúc đó khi mà ông đã ứng cử hạ viện thì là chiến tranh Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn, đời Nixon mà năm 72, thành thử ra ông khởi đầu cuộc cuộc chiến cuộc đời của ông trong cái sự nghiệp chính trị của ông còn trong bằng chống chiến tranh Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây là lần cuối cùng đất Mỹ của chúng mình kể từ anh 45 năm rồi đó, 45 năm kể từ ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì mình nó cũng tất cả những ông tổng thống của đất Mỹ từ trước đến giờ đều có ít nhiều dính líu chiến tranh Việt Nam. Thì tôi nghĩ đến bây giờ đó là hai người tổng thống đây là tôi nghĩ là hai người tổng thống cuối cùng á, ông Biden và ngay cả ông Trump là hai ông tổng thống cuối cùng của cái quốc gia này của Hoa Kỳ mà có dính líu Việt Nam trong quá khứ, có dính líu chiến tranh Việt Nam trong quá khứ. Đấy, thì đó là Đấy. cái điều đó là cái điều mình muốn nhấn mạnh ở đây và đó là một điều cũng rất là kỳ diệu. Kiểu rõ ràng. Thì cũng như là chiến tranh Việt Nam, mỗi lần người Mỹ này ở đây đó mà họ nói lại về chiến tranh Việt Nam thì bao giờ nó cũng có những cái tình cảm rất là sôi động, rất là sôi nổi. Rồi. Và Rồi, Nguyễn Hoàng Duyên, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên bắt đầu tuyên bố rồi nè. Người ta tuyên bố thay mới là ghê chứ. Và Biden tổng thống thứ 46 của Mỹ. Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên tuyên bố đâu, đây là những cái đài không chính thức nha. vậy á. Song Phạm có biết đây là Biden chiến thắng bầu cử tổng thống 46 của tất cả người dân Mỹ. 273 đại cử tri thắng rồi. Đúng rồi, nhưng mà ok. Đúng rồi, anh ở bên ông anh ở bên Pennsylvania đấy. Thì cái đó là một cái tiểu bang rất là to, họ có đến 20 phiếu lúc mà. Còn có cái là thế này này, mình là người Việt Nam, người mình qua sau này á thì cái tình cảm của mình nó dính líu đây nó không có bị nhiều. Nhưng mà Mà rõ ràng là những người da đen ấy, họ rất là họ bận lắm, mừng, mình nhìn mừng thấy rõ ràng. tại vì tôi hiểu họ tôi hiểu cái tâm tôi hiểu cái tâm sự của họ, mà trong cái 4 năm cầm quyền này của ông Trump thì tôi thấy cái sự mà coi như là người lính mình nói đông na người kỳ thị chủng tộc mà bullet Mỹ mà da trắng mà bắn chết của người da đen rất là khá nhiều và mà có cái điều vậy là tổng thống Trump rất là thờ ơ trên vấn đề đó, rất là thờ ơ, không có cái nói gì vấn đề đó và làm cho cái xã hội nó bất ổn, càng bất ổn thêm. Cũng giống như kiểu như mà cái Black Lives Matter đó, anh thấy không, có nghĩa là nó xảy ra một hoàn toàn một cái mình không muốn muốn nhắc lại, nhưng mà cái điều nó rất là đối với người da đen là họ rất là đau buồn. Đúng rồi. Và anh thấy mà cái mình không có binh gì cả, nhưng cái thờ Obama nó cũng ổng đó, ổng cũng qua Việt Nam gì mình vậy, nhưng mà trong cái thờ Obama thì cái tình hình chính trị nội địa, cái tức là cái xã hội ở ở ở nước Mỹ êm lắm, im lắm, nó không phải giống như bây giờ. Thì thôi mình gác cái chuyện nó qua một bên, mà mình hiện giờ hôm nay mà nghe cái tin này thì tôi với anh đều mừng cả.
Là bởi vì mà yêu chuộng hòa bình, mà yêu chuộng cái gì yên tĩnh và êm thấm. Trời, xâm phạm đâu mà nãy vô sạc 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 nó mất tiêu không biết nè. Thì ok. Thì đấy, mình có theo dõi tình cảm của người Việt Nam ở Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam. Thì bây giờ nữa nè, bây giờ mình chỉ nghĩ tức là ông như cái ông Biden này đó, thì cái đời của ông, mình quý cái đảng Dân Chủ này, mình quý cái chỗ này nè, thì cái người mà cố gắng mà thiết lập lại cái bang giao với Việt Nam đó, là ông Bill Clinton. Mà cái ông Bill Clinton đó, mà khi mà ông thiết lập lại bang giao Việt Nam đó, là lúc đó là cái tình cảm cái của người Mỹ với người Việt Nam còn rất là sôi nổi nhá. Ông bị chống đối rất nhiều, mà ngay lúc đó là ông đã có những sự chống đối từ trong cái dòng người cộng đồng Việt Nam ở Việt, ở đây này, ở cái xứ Mỹ này, họ đã tìm đủ mọi cách để họ phá đi cái họ tiếp tay với người Mỹ, những người Mỹ trắng, những người chống lại ông để mà không có được thiết lập cái bang giao, mà cuối cùng cũng vượt qua và ông thiết lập ra bang giao đó. Cái điều đó, chỉ một cái hành động đó là tôi đã mang ơn rất nhiều của đảng Dân Chủ đấy. Rồi thì rồi từ lúc đó đến bây giờ là từ năm 1995 đến bây giờ, từ năm 1995 bây giờ là được đúng 20 năm, đúng 25 năm rồi đó. Thì mình cũng may mắn là mình đã sống qua rồi, mình nhìn thấy cái sự phát triển của bang giao giữa Việt Nam với người Mỹ thì càng ngày nó càng tốt hơn. Và tôi cũng hy vọng là, tôi cũng mong là ông Biden này ông tiếp tục đi theo con đường đó. Đúng rồi. Và chấm dứt cái sự coi như là ông Trump thì trong cái xã hội của ông Trump làm tổng thống thì nó có những cái phân hóa về vấn đề xã hội rất là sâu. Chẳng hạn như là tôi, vợ con luôn nha, trong gia đình luôn nha. Thí dụ như là tôi ủng hộ ông Biden, vợ tôi nó vẫn đỡ ủng hộ ông Trump là có thể là đi ra tòa ly dị luôn. Và cha mẹ, thậm chí bạn bè còn từ mặt nhau về vấn đề cái xã hội văn hóa này rất là có thật luôn, 100% luôn. Những cái xã hội như là trong gia đình là con cái, cha mẹ, bạn bè mới bị xa cách, chơi nhau mấy chục năm mà chỉ vì cái ông này không mà cặn mặt nhau luôn, nó khổ rồi, nó thảm khốc lên mức độ vậy đó. Em thấy rõ ràng không, hai nhóm người Việt mà đi biểu tình, một bên ủng hộ ông này, một bên ủng hộ ông kia, theo nó chửi nhau, trời ơi không còn cái từ gì mà nói, mà nó có video clip chữ ta là mình, chỉ có ông này quái đản vậy thôi, chứ còn thực chất người ta không, đâu có ai nổi tệ gì đâu. Ok, thì nói một nôm na một cách là tại vì mình với anh thì coi như mới vừa biết tin này, mà hiện giờ lên cái like này để cho cũng báo cáo cho mọi người biết là an tâm, hòa bình đã đến rồi, nói chung là đại khái là vậy, đúng không? Và mong rằng cái ông này lên thì cũng y chang như là ông Trump thôi, cũng qua Việt Nam rồi cũng ăn phở, khoát một đèn phở rồi bắt một đèn phở mới được. Bà hình như ông này đã tham chiến Việt Nam rồi, chắc ông đâu có lại gì món phở Việt Nam. Không không, ông này ông không có đánh nhau Việt Nam. Lúc mà có chiến tranh thì ông là chính trị gia, ông đã ứng cử mà. Thành thử ra ông không qua Việt Nam. Thì được cái là hai người này, ông Biden và ông Trump thì không ai qua Việt Nam cả. Một người thì ở lại đây hoãn dịch, còn một người thì đi làm chính trị. Chính trị chưa khai đặt chân, chưa không, khai đặt chân qua nước Việt không, Nam. Chưa qua ai đặt không ai có dính líu chiến tranh Việt Nam. Rồi chị này ông lên thì cuối cùng. Tôi mời ông qua Việt Nam mà đại phở, đại phở. Tôi với anh hướng dẫn đi đúng không? Ok. Tôi anh đi trước à. Mình cũng mong là vậy. Mình cũng mong vậy, mình cũng mong ngày nào mình nhìn thấy ông tổng thống Joe Biden chắc là không chẳng phải trễ trễ chút, chứ bây giờ công việc rất là việc chưa đâu, chưa đâu. Bây giờ công việc bà như núi, tôi nói công việc này thừa bứa như núi. Đúng rồi, tất việc cả như nó thành ra gì đó, bây giờ ông phải lo. Đó, tạm ổn tạm bình đi rồi xong bắt đầu qua Việt Nam mà tôi đãi phở, trời ơi khỏi quá. Ok, mình cũng mong mình cũng mong như vậy. Ngày nào mình sẽ nhìn thấy Joe Biden ông qua Việt Nam, ông làm công việc gì ở Việt Nam, ông thăm viếng thì Việt Nam mình không biết, nhưng mình mong mình nhìn thấy một ngày đó. Đúng rồi. Đó là cái tâm tình của mình san sẻ với anh và các bạn. Đúng rồi. Thì bây giờ hai hàng già này bữa nay thì coi như vậy cũng có lấy cái niềm vui và chia sẻ với bạn bè với lại các con cháu ở Việt Nam. Nếu mà ông mà đi qua Việt Nam thì tôi sẽ đãi phở và gân sụn bò tái các gái, thêm một chén tiết bò nhé, có miếng ruột gà nữa nha. Ông chơi cái đó là ông không dám đâu đó.
anh chơi cái thịt bò chắc không chịu. Trời ơi, vui, bữa này là vui, thấy là hồi đó ta phải đi mua bia mới được. Ok anh. Rồi ok. Ôi chừng nào cũng có bia anh cơ mình nhá. Rồi hai đứa mình đúng rồi, hai okay, đứa là like rồi. Ok, anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok rồi. Chào anh em, chào quý vị, rồi. Chào các bạn, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Ok. Okay. Anh kiếm người khác. Ok. Rồi. Thế là xong. Cái sự mong đợi của tất cả mọi người dân nước Mỹ bây giờ nó đã thành hiện thực. Ok. Ở đây thì mình phải nói một điều này. Có nghĩa là cũng có số người cũng cuồng và yêu mến Tổng thống Trump. Cái điều đó mình cũng hiểu. Và những người mà mình nói mình hai phe, ai cũng yêu cái những người cũ và những người mới thì đều nói thôi kệ, cái chuyện này là mà mình nói kiểu là số đời, số trời sẽ sắp đặt. Và nói gì nói thì mình cũng thấy là nên thay đổi đi, bởi vì cái xã hội của thời của Tổng thống Trump nó bất ổn nhiều quá,